đền xuân sang mùa mang rộn rã, đền đấy tôi trao tất cả con lại ba con. Này anh Nam Tào, chưa gặp anh đấy tôi mời hỏi mà anh danh. Hỏi đi. Cây chi trên rừng cỏ sương mà không lạ, con cả chi rười bề la con cả mà không sương. Cây sương rồng cỏ sương mà không có lạ. Phải. Con sửa rười bề là con cả mà không sương. Tôi mới đổ ảnh răng. Anh cứ đổ tôi đi. Con chi bay trên trời không phải ngang mà không phải ngồng. Con chi trên trời không phải nữ mà cũng chẳng phải nam. Tôi mời trả lời anh nghe cho rõ bờ anh Nam Tào ơi. Con việc bay trên trời chẳng phải ngang không phải ngồng. Con chi sống trên trời chẳng phải nữ mà cũng chẳng phải nam, là con bắt đầu kia. Tôi mời lại hỏi anh rằng ông chi trên trời là ông mà to nhất, câu chi rưỡi trải đất mà kẻ sướng người khổ ai cũng đều kêu hở. Ngọc Hoàng trên trời là ông to nhất, cái câu mà rưỡi đất kẻ sướng người khổ đều kêu là câu ôi trời ơi. Livestream, chia sẻ đây anh em ơi, chia sẻ đi. Nó là thằng nào mà như là bị ngáo đá. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, đây chính là anh Táo xã hội ạ. Dạ, trong một tiếng đồng hồ mà anh ấy không đăng vài cái status hay là chụp một vài cái ảnh selfie hoặc là đăng một vài cái tin nhảm nhí là anh ấy không chịu được đâu ạ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, tiêu chí của thần là cứ 5 phút thay avatar 2 lần. Dạ... Thưa Ngọc Hoàng, thần trông bình thường thế này thôi nhưng mà khối người phải nể sợ đấy ạ. Lên trên này phải có tôn ti trật tự nhá. Có trên có dưới. Vào không chào hỏi ai. Nhảy múa như thằng dở hơi ý. Đây là phong cách của người ta. Đừng có đùa. Tôi chỉ không xuất hiện là rất nhiều người hỏi. Rất nhiều người chửi bới đấy. Ai chửi biết không? Có thể là Ngọc Hoàng. Có thể là Nam Tào. Hoặc có thể là tất cả những người ngồi ở đây. Họ có thể là bất kỳ ai. Này, nghiêm túc đi nhá. Đừng có ví von kiểu đấy. Ngọc Hoàng không bao giờ làm thế. Ý tôi muốn nói là họ có thể là bất kỳ ai, không thể là cụ thể một cá nhân nào. Bởi vì không gian mạng bây giờ là một điều rất chi là khó nói. Nó giống như là một ngôi nhà mà không có cửa. Ai cũng có thể vào được. Thậm chí họ vào chơi, thích thì họ bình phẩm vài câu, khen chê vài câu. Nếu có người không thích thì họ chạy ra ngoài, họ ném đá vỡ mặt chủ nhà mà không phải biết là ai. Đấy, rất chi là phức tạp. Thế không gian mạng nó phức tạp như thế, sao không dẹp nó đi? Ấy, không dẹp được đâu. Vì họ rất chi là đông đảo. Họ có những tác động trực tiếp tới những quyết định ở ngoài xã hội. Thế cơ? Đông lắm, vui lắm. Vào trong đấy cứ nói cười thoải mái, không phải chịu trách nhiệm gì cả. Có những người nhá, bình thường hiền, ơi là hiền. Nhưng mà ngồi đằng sau những bàn phím họ trở thành anh hùng ngay lập tức. Thậm chí vào trong đấy, nội dung hình thức thay đổi từng ngày, từng giờ. Bẩm Ngọc Hoàng còn có rất nhiều những điều bất ngờ đấy. Facebook biết bao nhiêu anh em đang đợi chờ. Dù chuyện nhỏ chuyện to, hay dẫu việc chẳng mình phải lo, nhưng vẫn vào để cùng nhỏ to, xong cãi lộn thì mặt lại nhăn nhó. Facebook bỗng dưng trao cho ta bao nhiêu quyền, nào là quyền câu like, xong đến quyền dạy đời cho ai, xong đến quyền chửi người ta sai, khi thấy cần thì rủ nhau đâu tốt. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là đi đâu mình cũng chụp hình, hôn nhau mình cũng chụp hình, tắm xong mình cũng chụp hình, rồi mình sẽ post face, live stream kiện cáo dìm hàng, tâm thư gửi các bộ ngành, selfie tạo dáng lộ hàng, rồi mình sẽ đêm like, đêm like, đêm like, 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 like. Rồi nhiều người nhảy vào tham gia, câu chuyện tình ngày bị loang ra, bao dòng tên cứ thế trôi đi, 500 anh em xông ra vô tư ném đá, kệ cuộc đời trôi qua, bao người dân chìm vào Facebook mãi, để rồi cứ sống như mơ, như thơ, như ly kem bơ, xong lại bất ngờ. Xong lại bất ngờ. Ôi thật bất ngờ. Ôi thật bất ngờ. Ôi từng ngày chém gió
phần phật khôi đứa sầm lờ.